Trước trận đấu với Hải Phòng thì Khang đánh giá như nào về đối thủ này? Trước trận đấu với Hải Phòng thì em thấy Hải Phòng là một đối thủ trước đến nay chơi rất là tốt, chơi những hàng miếng đánh biên thì rất là tốt, thì nghĩa là Hải Phòng là một đội bóng tốt. Cái vấn đề của đội bóng hiện tại nhiều người đang lo ngại đó là vấn đề hàng công, mà đội thì vừa mới có những cái sự bổ sung của những cầu thủ ngoại binh thì mới tập được một buổi, buổi này buổi thứ hai thì em đánh giá như nào khi mà đã có buổi tập đầu tiên? Nói về các ngoại binh mới thì em nghĩ đấy là cần phải có thời gian, bởi vì là qua một buổi hai buổi tập thì công tác chưa thể đánh giá được hết. Thế em nghĩ là mọi người ấy cứ theo dõi và thời gian sẽ trả lời. Hiện tại thì được biết là sau cái trận thua vừa rồi trước Quảng Nam thì toàn đội cũng đã có những cái buổi họp để rút kinh nghiệm ấy. Vậy thì cái nội dung chính nó như thế nào? Cái buổi họp đấy như nào? Các cầu thủ thể hiện cái sự quyết tâm cũng nhìn nhận lại sao sao? Sau mỗi trận đấu thì thường các đội sẽ có những cuộc họp để rút kinh nghiệm, thì tụi em cũng vậy thôi, thì mọi người sẽ làm sao để mà rút kinh nghiệm trận đấu và để làm sao hướng tới tương lai và có cải thiện tốt nhất. Vậy thì toàn đội đang nhận ra là mình đang cần khắc phục những điểm gì? Em nghĩ là còn rất là nhiều điểm đội cần phải khắc phục, thì đấy là những điều mà em sẽ tập luyện ở trên sân. Mà Hải Phòng thì như bản thân Khang cùng các đồng đội thì e ngại nhất là điều gì ở họ? Em nghĩ là lợi thế nhất của Hải Phòng đó là lợi thế sân nhà, để mà họ có thể tự tin chơi, và đây là một điểm mà họ quen, để mà sân quen thuộc mà có thể phối hợp tốt nhất và thể hiện kỹ năng tốt nhất. Nhưng mà cái việc là phong độ của họ không tốt thì em nghĩ thế nào? Phong độ không tốt thì em nghĩ Hải Phòng cũng có những cái thời điểm là gặp những thời điểm khó khăn trong mùa giải, thì em nghĩ là cũng giống như Viettel cũng đang gặp hai đội đều rất là khó khăn, và trận đấu này thì hai đội cũng rất là cần điểm